Nhồi xong hết xong rồi một nhồi cả hai mang rồi nhá. Cái bong bóng ở trong bụng cá không cần lấy ra, không được thôi, giờ nước thôi, cho vào một thôi 5 phút bấm giờ nhanh nhất thì không lấy tay ra không thấy ạ. Thế mình làm cá mình được thích không? Bắt đầu cái này rửa bé. Cá con này mình lấy cả ruột. Lấy cả ruột. Thank you.